Xin chào cả nhà nha. Bữa nay tiếp tục đi câu cả nhà. Bữa nay là xài cần mềm nè, cho nó có cảm giác xíu nè. Siêu mềm luôn nha. Đấy, mấy cá he này không à, ra là xài cần mềm nè, cho nó có cảm giác nha. Con đầu tiên cả nhà, cái cần nhìn nó mềm ha, vậy con cá thiểu thôi mà nó giống như là cá bự. Cá thiểu nha cả nhà, con đầu tiên nha, lên hàng là ok rồi. Vô túi. Lên tiếp cả nhà ơi. Cái he cả nhà. Lên tiếp nha cả nhà. Cá he. Ở đây hầu như là cá he không à, cá he với cá thiểu với cá linh. Lên nữa nha cả nhà. Con thứ ba. Con nữa nha cả nhà. Cá he tiếp tục. Bữa nay câu cần mềm giật phê quá. Thấy không? Y như rằng bấm camera nãy giờ xả mấy cái không? Không lại ăn luôn. Ghĩa ghĩa mà không dính. Giỡn mặt tê. Dính này cả nhà. Cá thiểu nha cả nhà. Ủa cá linh chứ. Cá linh. Cá linh. Wow. Lên nữa cả nhà ơi. Cá he cả nhà. Ở đây là liên khúc cá he. Dứt. Đó, lên cá. Vui ha. Nữa nha cả nhà. Cá he, con này trọng trọng à. Lên cá nữa cả nhà ơi. Cá linh nha cả nhà. Cá linh tiếp. Đó, lên tiếp cả nhà ơi. Trời ơi. Linh bự.
lên bự cả nhà. Rồi nó kéo không không có cần tưởng đâu cá gì bự lắm cả nhà. Hết biết cá bự. Đúng là kéo con cá linh nó phơi thiệt tình luôn á. Gặp cái cần này nữa. Không có gì bàn cãi luôn. Hên. Đó, lên nữa cả nhà ơi. Này là không tắt camera nè, vẫn còn ăn cá nè. Cá he tiếp nha cả nhà. Cá này nó thích lên hình nè. Cá he. Cá he truyền kỳ. Giật mãi mất ham luôn còn ai. Lên cá này nha cả nhà. Tiếp tục cá he. Ở đây thì chỉ cá he thôi. Lên cá nữa cả nhà ơi. Cá he nha cả nhà. Con này trọng trọng mập lù luôn. Tròn quay. Giật cần này phơi thì cả nhà ơi, nó mềm quá, nó mềm. Giật mấy con cá này có cảm giác ghê luôn. Trời ơi. Lên cá cả nhà ơi. Ôi sống. Lên con cá này nó chưa có tới số. Nó lọt nước nữa nha. Chụp lại được nè. Xém chảy luôn rồi. Ôi ôi con cá linh nó chạy nè cả nhà ơi. Đã ghê luôn. Cá linh tiếp nha cả nhà. Con cá linh giật còn phơi hơn con cá he nữa. Rất là cảm giác. Lên cá nữa cả nhà ơi. Cá he tiếp nha cả nhà. Ở đây là huyền thoại cá he. Cá he nữa cả nhà ơi. Kệ có cá là vui rồi. Không bị mớm là ok rồi. Vô túi. Lên cá tiếp cả nhà ơi. Do là nhiều cái lâu lâu mới dính lần á, ra mình bấm máy hoài liên tục thì nó hao pin lắm. Rồi khi lâu lâu đóng cá là mình mới bấm nha cả nhà. Lên cá nữa cả nhà ơi. Cá linh tiếp nha cả nhà. Ngày như cá linh hơi nhiều. Nãy giờ mấy con rồi đó. Cá linh. Lên cá nha cả nhà. Ở tuốt ngoài xa luôn á. Chuẩn bị kéo dây lại đó, mà nó ăn nè. Cá he tiếp. Cái cá này nó muốn chọc cho mình tức. Lên cá cả nhà ơi. Cá he tiếp nha cả nhà. Lên
lên cá nữa cả nhà ơi. Cá linh tiếp nha cả nhà. Khá là bự á. Lên cá cả nhà. Cá he tiếp. Cá gì vô ta? Khá là bự. Cái cần mềm này giật bao phê luôn cả nhà. Mềm xèo. Đó, lên nữa. Cá he tiếp nè cả nhà. Chứ giật nó không có bị sức mép. Vô túi. Dính con rắn hả? Rắn chà bá luôn rồi. Lên cá tiếp cả nhà ơi. Cá he tiếp cả nhà. Con này trọng trọng ạ. Lên cá nha cả nhà. Cá he tiếp nha cả nhà. Dính mà cứ để đó vậy đó. Từ từ. Đang quay. Sửa số được bình thường. Một em nữa nha cả nhà. Nãy giờ cũng bộn rồi đó. Bữa nay không có bị mớm rồi. Bấm máy mà máy nó chạy không kịp. Rồi bắt buộc phải nương theo cho nó nằm đó đi. Phải dính được nó cũng ngon. Mấy cá thiểu đó mà dính nó không cũng ngon nữa. Cá hiểu với cá linh thôi. Lên cá cả nhà ơi. Cá he tiếp nha cả nhà. Nãy giờ cá ăn chậm quá. Lên cá nha cả nhà. Cá he tiếp, trọng trọng không à. Này con cá linh thôi mà nó kéo díu. Đó. Lên tiếp nha cả nhà. Cá he tiếp. Hên quá. Sấy hả? Lên sấy rồi. Lên cá nha cả nhà. Cá he tiếp cả nhà ơi. Khá là bự á. Bự hơn mấy con kia. Lên nữa nha cả nhà. Cá he cả nhà ơi. Ở đây thì cá he là nhiều nhất nha. Đây nó gần nhà mình ra mình câu cho vui. Ăn kìa. Lên cá nữa cả nhà ơi. Hên quá. He tiếp. Về cả nhà ơi, giờ này cá hết ăn rồi. Nay được nhiêu đây nè, cũng tạm ổn nha. Không bị mớm nha. Cá he, cá linh với cá thiểu lộn xộn hết nha.
Rồi, chào cả nhà nha. Cảm ơn cả nhà xem video.